Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 30 tháng 5 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 80 đô token XGX từ dự án cấp lên swap. Thì hiện tại bạn nào có làm dự án này thì dùng form để token nó phân phối các bạn. Thì các bạn đi cho phần link mô tả thứ hai của mình. Các bạn mở link form các bạn. Thì đối với những bạn cũ các bạn khó kiểm tra thì các bạn nhấp vào đây trên Telegram nè các bạn. Các bạn kiểm tra các bạn đã join vào ai kênh group nào của tất cả các bạn thì các bạn điền lên đó các bạn. Thì trước kia mình đã khai báo dòng đầu tiên bằng địa chỉ email các bạn nè. Trước kia các bạn khai báo thế nào thì các bạn điền khai báo như thế đó các bạn. UID Twitter nè các bạn. Cộng win VNH9. Rồi tiếp tục UID Telegram thì các bạn son sao các bạn kiểm tra nha các bạn. Coi các bạn đã son sao cái Telegram nào của tất cả các bạn nha các bạn. Sợ các bạn xài nhiều mạng. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2 nè các bạn. Rồi link Medium thì các bạn nhắc vào Medium nha các bạn. Điền vào username Medium trên đây nè. Rồi Medium giờ follow không được luôn. Các bạn điền vào username Medium của tất cả các bạn nha các bạn. Vì Medium mình đã nhớ rồi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền vào username Discord của tất cả các bạn nè. Thì các bạn nhập vào Discord nè. Discord mình làm sao đây các bạn ơi? Mình điền mấy này đi. Rồi tiếp tục điền username Reddit nè. Reweet link tweet.dot nè. Thì các bạn nhập vào Twitter của nó nè. Bài đầu tiên hả ta? Rồi và dự án đầu tiên cái swap của nó nè. Aerob Win C. Bài đầu tiên hay bài thứ hai ta? Rồi các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tôi quýt cái bài thứ hai nha các bạn. Các bạn tan dài người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tôi quýt lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn mà từ Twitter của tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn ra tweet nè. Các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi bạn dán vào link tweet của tất cả các bạn nè. Chỗ này các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với Binbi Smart Chain Bet20 trên với chocolate của tất cả các bạn nè. Rồi bạn dán vào đây. Vô Discord. Username Reddit. Thì các bạn nhấp vào Reddit nè các bạn. Có các bạn nào đã có trước kia mình đã follow rồi các bạn. Rồi mình đã join rồi thì các bạn nhấp vào ba kênh cùng thôi các bạn. Úi xài, username mình đâu ta. Này Reddit gì kỳ. Các bạn nhấp vào một Reddit nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba kênh cùng nè. Để mình đăng nhập vào cũng được các bạn đăng nhập tài khoản của các bạn vào cũng không? Chứ hồi nãy mình đã xóa cái tài khoản rồi. Rồi các bạn điền là username Reddit của mình chỗ này nè. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn gỡ cái link phong hồi nãy nè. Username Reddit nè. Nhấn vào đây. Tiếp tục thì Discord nè. Thì bạn nhập vào Discord nè. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Tiếp tục. Đi không mình ấy chỉ để mình đăng nhập tài khoản mình là các bạn. Rồi các bạn copy username của mình nằm chỗ này nè, dưới trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Trời khó khăn quá các bạn ơi. Các bạn sao chép nè. Quỳnh Nhân Anh Thăng 6160 nè. Đồng mất tiêu rồi tờ. Đây là tab này nè. Ê, đừng làm lại nha. Rồi các bạn điền username của mình vào đây nha các bạn. Quỳnh Nhân Anh Thăng 6160 nè. 6160 để mình làm lại các bạn ơi. Rồi, dòng tiếp theo thì What Country Are You, hỏi bạn ở đâu thì bạn chọn quốc gia Việt Nam các bạn ghi Việt Nam. Khỏi dấu cũng được các bạn. Rồi, cái dòng thứ hai này nó hỏi thì các bạn giới thiệu về cái dự án này thì các bạn mở Google dịch ra các bạn. Nó nói là giới thiệu bản thân và kỳ vọng của SDX nè.
thì các bạn chuyển về tiếng Việt qua tiếng Anh các bạn. Có phải các bạn để mình cái ví dụ này các bạn, tôi tên là đến từ đâu nè. Các bạn ghi tiếng Việt là tôi tên là Quỳnh Văn Anh, viết qua luôn, đến từ Việt Nam. Tôi hy vọng tôi cần SDX sẽ giúp tôi. Các bạn dùng văn qua của tất cả các bạn điên các bạn sẽ giúp tôi kiếm được nhiều lợi nhuận. Rồi thánh kêu đi đại đi các bạn, cái này không quan trọng các bạn ơi, các bạn chuyển qua copy tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn bấm nút, các bạn kiểm tra lại một lần nữa có cái thông tin có chính xác và đầy đủ hết nha không chưa các bạn. Nếu thông tin đầy đủ chính xác xong các bạn bấm gỡ là xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút to cần SDX từ dự án Kepler Swap này kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.